Đề bài cho R1 bằng R2 bằng 20. Ôm mắt gì? Mắt nói tiếp. Nhìn qua cái hình bên đây là biết mắt nói tiếp rồi nè. Lại vẽ là cái hình nè, R1 R2 A B. Được chưa? Thứ nhất câu A kêu tính gì? R tướng đường đường. Thì thứ nhất bạn phải khẳng định đây là mặt gì. R1 mắt nói tiếp R2. Thì mắt nói tiếp thì R tương đương sẽ bằng công thức đây nè, bằng R1 cộng R2. R1 nhiêu? 20. R2 bao nhiêu? 20. Vậy 20 cộng 20 bằng bao nhiêu? 20 cộng 20 bằng 40. 40 đơn vị. Từ từ nha. Ôm. Tiếp tục người Mấy ta câu B. Cầm cho. Câu B người ta kêu gì? Mắc thêm một cái R3 nữa, 20 ôm nữa. Thì điện trở của mặt bằng bao nhiêu? Quá dễ luôn, thì vẽ lại hình nè. R1 nè, R2 nè, R3 nè, mắt nói tiếp đúng không? Thì mình nhớ R1 nói tiếp, R2 nói tiếp, R3 thì R tương đương sẽ bằng R1 cộng R2 cộng R3 bằng 20 cộng 20 ra bao nhiêu? 60. Được chưa? Được.